Chào các bạn ạ. Hôm nay lên cánh đồng mới thả diều máy bay nha. Quá dữ. Gió yếu mà coi thử máy bay nó bay nổi không? Cắt cánh nổi không? Quá. Ngon à. Ngon à. Chắc điều dữ ạ. À. Bay lên phà phà. Quá đẹp. Sườn carbon quá nhẹ. Siêu nhẹ. Hai con siêu nhẹ gió ạ. À. Kính cấp cũng quá nhẹ gió luôn à. Máy bay. Phần xuống chỉnh nhích lèo qua xíu nha. Gió yếu cũng vẫn bay được nha. Rồi ra thả đi. Rồi. Dọn ra bên, dọn ra cúng với mày. Im luôn á. Ồ, không đảo luôn á. Ghê thiệt. Rồi, nhích lèo qua một chút xíu nữa. Rồi luôn á. Diều nằm đây ngay đây nè. Rồi. Cúng đi, ấy ra cúng đi. Đây, con này của mình đây. Làm sái sòng đây. Nhào xuống sình. Cắt cát không. Có phù hộ cho diều bay không? Hả? Có phù hiệu hộ cho diều bay không? Hay là sao? Phù hộ cho có gió rồi nữa mà. Phù hộ cho mạnh tay mạnh chân phân diều thôi hả? Rồi ok, cho lúc. Oh.
ăn nha, giờ này giờ ăn nhậu rồi. Rồi lên được có hai con rồi. Rồi chào các bạn nha, bye bye.